Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình mới nhận được cái cục hàng của bạn ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Thì bạn gửi cho mình hai cái men KH61 với KH81. Thì để mình khui ra coi nó có gì ha. Đúng vậy không ha? Ký tên lên nè, bạn có gửi xe con CU nữa nè. Bốn một bảy không với ba. H61 MDS2. Bên này lúc trước mình bán cho bạn nè mà lâu rồi không nhớ. Thì để mình kiểm tra coi mấy men này nó bị gì, các bạn theo dõi thử nha. Mình có để siêu theo, thì giờ mình sẽ gắn gam vô. Thì bây giờ mình sẽ đo coi nó có chạm 12V không, cái trước khi kích. Kêu tè tè à, em thời nó giết siêu. Không có chạm. Rồi, nên cách thử cái men này coi. Còn báo ga báo gì không? Gắn cái quạt. Quay quạt nhìn dễ biết. Rồi mình cách thử. Quạt quay ha, báo ga nha. Đừng gắn ram vô coi nó chạy không. Rồi, trên kết nguồn thử gắt. Đây, cũng báo ram luôn. Gắn ram vô cũng báo ram luôn. Gắn khe ngoài. Khe ngoài thì chạy nha.
không nhận cổng tròn này, cổng tròn hư hay gì mà khe ngoài là chạy nè, để mình vệ sinh thử. Vệ sinh siêu thử coi khi nào siêu nó dơ rồi nó chỉ nhận được khe ga không. Biết khe gam có bị cháy bị gì không, vệ sinh luôn. Rồi giờ thì mình kích thử cái nó chạy không. Điện hết báo gam đó, mới vệ sinh cái là chạy luôn rồi nè, thấy không? Nó không nhận được cái cần phím cổng tròn thôi, nhưng mà nè, men nó chạy rồi nè, vệ sinh cái là chạy rồi nè. Bây giờ nhận hai khe ga, bây giờ mình gắn khe ngoài coi nó lại nhận không, mới vệ sinh rồi. Thì các bạn để ý mấy cái men báo gam không nhận gam thì vệ sinh con CO nè, vệ sinh khe gam. Mình có thể gắn từ khe loại trừ nó. Lên luôn ha. Men này nó bị dơ con CO rồi, nó không nhận một khe gam. Vệ sinh cái thì nó chạy luôn. Rồi. Giga HC1. Rồi, bỏ nó ra bên. Test thử cái H81MB này coi. Có báo gam báo gì không? Mình đừng có gắn gam vô dội, mình test trước đi. Test trước coi nó có báo gam hay không cái. Thì không kích được nguồn, kích được rồi nè, kích được rồi coi nó có báo gam không. Nó cái chỗ kích nguồn nó gắn cái lo này vô cái nó hơi chặt, không báo gam luôn. Mình kiểm tra thử rồi nó có nguồn gì rồi. Con gà mẹ à. Cái men nhỏ này mình không nhớ cái nguồn nó. Có 1.05 nè. Không nhớ là mấy cái nguồn nó hết nó nằm ở đâu. Có một siêu 1.7 không báo gam, nhưng mà siêu ấm ấm mình gắn gam vô thử. Nóng siêu siêu ấm ấm. Mình kết lại cái ừ.
con 1.7 nè, báo gam, không báo gam tại vì mình gắn cái lo vô nó không có báo lo gì trơn. Không thấy chạy nữa. Nhưng mà nó có nguồn hết á. Có khi nó bị mất nguồn siêu, nó bị lỗi BIOS rồi đó. Anh chui nha. Cái men này chỗ kích nó khó. Gắn xe ra ngoài luôn có nhận không? Không nhận nha. Men này có nguồn ấm ấm mà không chạy. Trăm bảy. Rồi thì hôm nay chắc mình làm clip nhiều thôi. Thì mấy bệnh này có gì hay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn. Bye bye các bạn.